Review rào gam Custman K360 giá hiện tại chỉ có 7.390.000. Xin chào mọi người đến với nhạc cụ Thiều Gam, và cái đàn này là đang hot nhất năm 2024 và ra đời vào năm 2024 luôn. Ưu điểm nổi bật nhất của dòng đàn này đó là kết nối được 150 style sampler từ bên ngoài, từ Euro, Cha Cha, Slow và những điệu theo bài và những bài nhạc hot hiện tại bao giờ. Và chúng ta có thể, nếu mà chúng ta có máy tính thì chúng ta có thể linh động để sao chép dữ liệu và thay đổi style cũng được nha. Và đàn có bend luyến lấy và cân nặng thì rất nhẹ, chỉ tầm 7kg thôi, và được tích hợp băng tiếng là gồm có 6 tiếng, và đặc biệt là có nút Freezy khó tiếng và có nút Syncscope dàn luôn nha mọi người. Và đặc biệt là đàn có thể kết nối với Bluetooth qua một thiết bị hỗ trợ và kết nối với micro. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe thử âm thanh và một số giao diện trên cái đàn Custman K360 này nha. Bây giờ thì sẽ đánh thử một khúc để mọi người nghe thử ha. Rồi, đàn được tích hợp một số bài nhạc intro hot nhất hiện nay. Mọi người thử nghe bài nhạc Thiên Lý ơi nha. À, có rất nhiều bài nhạc hot có intro sẵn luôn nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ thử nghe nha. Đó, có intro rất là hay ha. Bây giờ Thiện sẽ quay cận cảnh cái đàn Custman K360, mọi người thấy chi tiết luôn nè. Giao diện màn hình rất là dễ nhìn. Đàn được tích hợp bend luyến lấy với thiết kế 61 phím. Và chúng ta có thể thấy đây là nhãn hiệu Custman K360 nè. Đàn được tích hợp 160 bài hát và 240 style, 740 voice tiếng. Ngoài ra thì chúng ta có thể chỉnh tempo trực tiếp trên màn hình luôn. Đây là fill A, B, nút start stop. Khu vực này là chúng ta sẽ chỉnh băng tiếng. Đàn được tích hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiếng như này nha. Trong đàn còn có rất nhiều intro nha mọi người. Ví dụ như bài đây là bài nhạc hot Ngôi Thứ Ba nè. Tầm 7 triệu mà mọi người kiếm một cái đàn mới bảo hành 2 năm, chép được 150 style sampler thì hiện tại thì cái này đang rất là hot nha. Rồi, phía sau đây là một số cổng kết nối mà có thể theo dõi đây. Đây là Custman K360. Trên này là có cổng kết nối USB, cổng kết nối với pedal, cổng kết nối với tai phone và cổng kết nối với điện thoại và micro. Đặc biệt là chúng ta có thể kết nối Bluetooth bằng một thiết bị riêng qua cổng all-in này nha. Rồi, nếu mọi người có nhu cầu tham khảo về dòng đàn Custman K360 này thì có thể liên hệ qua cho nhà cụ Thiều Gam, giá hiện tại là 7.390.000, bảo hành 2 năm, tặng bao chân giáo trình học đệm hát đàn organ online do chính Thiền soạn. Và mọi người có thể mua thêm một thiết bị kết nối Bluetooth cho cái đàn Custman K360 này nha. Liên hệ qua số điện thoại, mọi người chỉ cần lên Google Maps, mọi người gõ là nhà cụ Thiều Gam là ra nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.